ty cổ phần công nghệ số alo.vn, tọa lạc tại số nhà 38D, đường Dương Khuê, là địa điểm thuận lợi cách mặt đường Hồ Tùng Mậu 300m đi từ nhà sách Trí Tuệ và khoảng 200m đi từ ngõ 104 đường Nguyễn Hoàng. Đặc biệt, nằm ngay bến xe Mỹ Đình, thuận tiện cho việc lưu thông hàng hóa và dịch vụ. Công ty cổ phần công nghệ số aalo.vn là đơn vị sở hữu sàn thương mại điện tử aalo.vn và là cầu nối vững chắc giữa người bán và người mua trên toàn quốc, giúp cho họ gần với nhau hơn, đồng thời mang đến nhiều tiện ích và trải nghiệm khi giao dịch trên aalo.vn. Tiền thân là công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và đào tạo kỹ thuật Việt, từ thành lập ngày 28 tháng 10 năm 2015, trải qua trên 3 năm hình thành và phát triển. Hiện nay, công ty đã đổi tên thành công ty cổ phần công nghệ số aalo.vn. Công ty đã có những bước phát triển không ngừng trong việc đào tạo môi trường kinh doanh trẻ, năng động. Ngày nay, công ty đang hoạt động trong các lĩnh vực như máy tính, laptop, điện thoại, điện tử gia dụng, phụ kiện, công nghệ. Hãy đến với công ty cổ phần công nghệ aalo.vn, chúng tôi cam kết bán hàng chính hãng, giá cả phải chăng, chính sách bảo hành dài lâu.